Hai thái cực trong tuyên bố về cuộc gặp song phương Việt-Trung. Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc bày tỏ hy vọng rằng Việt Nam xử sự khôn ngoan hơn khi giải quyết các vấn đề liên quan tới biển, trong khi phía Hà Nội đánh giá cao những tiến triển trong quan hệ hai nước thời gian qua. Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Vương Nghị hôm 3 tháng 8 đã gặp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh bên lề một sự kiện ngoại giao ở Singapore. Trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau đó đã đăng tuyên bố, trong đó ông Vương được trích lời đã nói với ông Minh rằng hai người đã gặp nhau trước đó không lâu ở Hà Nội và đã trao đổi sâu về việc thực thi các kết quả quan trọng của chuyến thăm của Tổng Bí thư và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam. Chúng tôi sẵn sàng cùng với phía Việt Nam nỗ lực liên tục làm sâu sắc mối quan hệ song phương trong nhiều lĩnh vực và đồng thời có các nỗ lực tích cực để thúc đẩy ổn định và hòa bình khu vực. Tuyên bố về cuộc gặp giữa hai nhà ngoại giao Việt Nam và Trung Quốc có đoạn. Các nhà lãnh đạo hàng đầu của hai bên đã đạt được sự đồng thuận chính trị quan trọng nhằm giải quyết hợp lý các vấn đề hàng hải mà cần phải được Trung Quốc và Việt Nam thực thi một cách nghiêm túc. Quan chức ngoại giao hàng đầu của nước láng giềng khổng lồ phương Bắc còn được trích lời bày tỏ hy vọng rằng phía Việt Nam sẽ xử lý cũng như kiểm soát các vấn đề liên quan tới biển bằng cách xử sự khôn ngoan hơn nhằm duy trì một cách hiệu quả lòng tin và hợp tác giữa hai nước. Hiện chưa rõ cách xử sự khôn ngoan hơn mà Trung Quốc đã nêu cụ thể là gì. Hồi cuối tháng 5, trong một tuyên bố được coi thuộc loại mạnh mẽ nhất trong nhiều năm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay việc cho máy bay ném bom diễn tập trên quần đảo Hoàng Sa, đồng thời không được tiến hành quân sự hóa, nghiêm túc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, tuân thủ nghiêm túc thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc, tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC giữa ASEAN và Trung Quốc, tạo bầu không khí thuận lợi cho việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực. Trong cuộc gặp với ông Vương hôm 3 tháng 8, theo thông báo trên trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Minh đã đánh giá cao những tiến triển trong quan hệ giữa hai nước thời gian qua, đề nghị Trung Quốc tích cực áp dụng các biện pháp hiệu quả, duy trì tăng trưởng thương mại đi đôi với giảm nhập siêu của Việt Nam. Liên quan tới vấn đề Biển Đông, ông Minh còn nêu rõ kiên trì giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, thực hiện nghiêm túc nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, kiểm soát tốt bất đồng, không có hành động làm phức tạp tình hình, mở rộng tranh chấp, thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC, sớm đạt được COC, tức Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông, hiệu quả thực chất và ràng buộc. Một ngày sau đó, cũng tại Singapore, ông Vương lên tiếng bảo vệ quyết định quân sự hóa Biển Đông của Bắc Kinh, gọi đó là hành động tự vệ trước áp lực từ Hoa Kỳ và các nước khác. Đề cập tới hàng không mẫu hạm, máy bay ném bom chiến lược và các loại vũ khí tối tân khác, nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc nói rằng các nước trong khu vực, trong đó có Trung Quốc, phải thiết lập các cơ sở phòng thủ để tự vệ khi đối mặt với áp lực và mối đe dọa quân sự đang ngày càng gia tăng như vậy. Cũng tại Singapore lần này, theo các nhà quan sát, Trung Quốc đã có các bước đi quyết định nhằm thu phục lòng tin của các nước Đông Nam Á bằng cách đồng ý về dự thảo đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông và đề nghị cùng các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN lần đầu tiên diễn tập quân sự chung. Bộ trưởng Vương Nghị được Tân Hoa Xã dẫn lời nói rằng bước đi trên chứng tỏ rằng Trung Quốc và các nước thành viên ASEAN có khả năng duy trì hòa bình và ổn định. Đến đây, chỉ 10 ngày sau khi Đức Giám mục Michael Hoàng Đức Oanh viết thư ngỏ gửi Chủ tịch nước, vào ngày 24 tháng 7 vừa qua, nhà báo Kha Lương Ngãi, nguyên phó tổng biên tập Sài Gòn Giải Phóng, thành viên câu lạc bộ Lê Hiếu Đăng đã có bức thư ngỏ gửi đến ông Nguyễn Phú Trọng. Nội dung thư cũng nêu ra những quyết định sai lầm của chính ông Trọng và những người lãnh đạo đất nước khiến quốc gia rơi vào tình trạng hiện nay. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà hoạt động xã hội hiện sống ở Hà Nội, cho rằng người có nhân thân như ông Kha Lương Ngãi khi viết thư ngỏ cho vị lãnh đạo đảng cầm quyền tại Việt Nam hiện nay sẽ có phần tác dụng. Ông Kha Lương Ngãi, ông nguyên là phó tổng biên tập của Sài Gòn Giải Phóng, tức là cái tờ báo của thành ủy Đảng Cộng sản Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, là một người thực sự làm nghề tuyên giáo thì ông hiểu rất là kỹ những cái chuyện của Đảng Cộng sản Việt Nam và của bản thân của cái bộ phận tuyên giáo, và nó là một cái rất là quan trọng đối với một cái đảng như là Đảng Cộng sản Việt Nam. Và với cái tư cách như thế, ông ấy chất vấn ông Nguyễn Phú Trọng những cái điểm mà tôi nghĩ là rất là đáng lưu ý. Thực ra là cũng có nhiều người đặt những vấn đề như vậy, nhưng mà bản thân anh Kha Lương Ngãi với cái lai lịch của anh như thế thì nó có trọng lượng hơn.
Trở lại với bức thư ngỏ gửi ông Tổng Trọng của nhà báo Kha Lương Ngãi. Đầu tiên là nhắc đến vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh tại trung tâm thủ đô Berlin của Đức, đưa về Việt Nam hồi cuối tháng 7 năm 2017. Nhà báo Kha Lương Ngãi cho rằng đó là hành động bôi xấu hình ảnh Việt Nam với cộng đồng thế giới, đồng thời viết lên một sự dối trá đáng khinh bỉ khi tuyên truyền Trịnh Xuân Thanh tự trở về Việt Nam đầu thú, nhận tội tham nhũng. Tiến sĩ Nguyễn Quang A cũng đồng tình về điểm này của nhà báo Kha Lương Ngãi. Tôi nghĩ rằng đấy là một cái việc làm vi phạm rất là trắng trợn luật của Cộng hòa Liên bang Đức và luật quốc tế. Rất đáng tiếc là cái bọn dùng luật rừng này nó kém cỏi đến mức là nó không hiểu được cái chuyện này là nghiêm trọng như nào. Và nó nghĩ rằng cái việc mà bắt Trịnh Xuân Thanh về là được sự đồng lòng của nhân dân. Đúng là nhân dân rất là ủng hộ cái việc chống tham nhũng. Tôi cũng rất là ủng hộ cái việc chống tham nhũng, kiên quyết phải trừng trị bọn tham nhũng. Nhưng mà không thể mang danh gọi là đi bắt bọn tham nhũng mà đi vi phạm luật của nước khác và vi phạm luật quốc tế. Bên cạnh đó, tình hình dân chủ nhân quyền trong nước gần đây cũng được ông Ngãi nhắc đến trong thư, như việc bắt bớ và bỏ tù các nhà yêu nước đấu tranh. Ngoài ra, những luật bảo vệ quyền cơ bản của nhân dân như luật lập hội, luật biểu tình không được chính phủ Hà Nội quan tâm đến, nhưng lại ban hành các dự luật đặc khu và an ninh mạng, dù vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía người dân. Những cuộc biểu tình chống hai dự luật vừa nêu đã diễn ra trên khắp cả nước và được ví như cuộc biểu tình mạnh mẽ nhất từ sau năm 1975 đến nay. Nhà báo cho rằng đây là một ví dụ điển hình cho xu thế diễn biến chuyển hóa. Anh Dương Đại Triều Lâm, một nhà hoạt động dân sự trẻ tại Sài Gòn, người cũng xuống đường tham gia cuộc biểu tình ôn hòa vào ngày 10 tháng 6 cho rằng rõ ràng thì bất cứ một cái hành động xuống đường nào thì cũng đang góp phần thúc đẩy cho cái quá trình tự do và dân chủ của đất nước cả. Thì người dân người ta đã xuống đường rất là nhiều lần rồi, chứ không phải bây giờ mới có, tức là cái quá trình chuyển hóa nó diễn ra từ lâu, nhưng mà chỉ có cái khác thì cái lượng người hôm rồi nó đi đông hơn bởi vì do cái luật đặc khu này. Vì vậy mình nghĩ rằng là Đảng Cộng sản cần phải ra ngay cái luật biểu tình, không phải là cứ một người dân người ta xuống đường bất cứ một cái chuyện gì từ vấn đề môi sinh về chủ quyền thì cứ cho rằng đây là cái chống đối gì. Trong thư, nhà báo Kha Lương Ngãi có nhắc đến Bắc Hàn và Cuba và coi đây là hai nước dần thoát khỏi chủ nghĩa cộng sản và từ từ diễn biến chuyển hóa theo xu thế dân chủ. Không hoàn toàn đồng ý về quan điểm này, tiến sĩ Nguyễn Quang A giải thích. Cuba là thực sự là đã diễn biến từ diễn biến sau chậm hơn là Việt Nam. Việt Nam đã tự diễn biến từ lâu rồi, cho nên là cái mà nó chớ kêu mà ông Trọng, ông ấy chủ trương cũng như là những lãnh đạo cho bù đảng cả Việt Nam chống tự diễn biến rồi chống thế này thế kia, thì đấy là một cái mà gọi là thực sự là một cái chuyện rất là kỳ khôi, bởi vì cái bản chất của cái chủ nghĩa Mác mà họ tôn thờ nó nhấn mạnh cái sự thay đổi, mà diễn biến thì cũng là cái sự thay đổi mà thôi. Cho nên là ở đây phải hiểu là họ chống cái gọi là tự diễn biến hay là cái diễn biến của họ, ở đây phải hiểu là những cái gì mà đi ngược lại với cái họ suy nghĩ, nó làm thay đổi cái vị thế của Đảng Cộng sản ra. Mà xét theo cái khía cạnh như thế thì thực sự là từ Cuba nó cũng vẫn giống hệt đi Việt Nam rồi, mà nó vẫn giữ cái chuyện cộng sản. Đây không phải là lần đầu tiên nhà báo Kha Lương Ngãi gửi thư cho các lãnh đạo chính phủ Hà Nội. Trước đó, ông cũng đã từng gửi thư đến các đại biểu Quốc hội khóa 12 với mong muốn Đảng tự diễn biến từ Đảng Cộng sản Việt Nam độc tài chuyển hóa dần sang Đảng Cộng sản Việt Nam Dân Chủ. Tuy nhiên, bức thư của ông đã không được hồi đáp. Dù vậy, nhà báo Kha Lương Ngãi vẫn tiếp tục viết thư ngỏ và gửi đến ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào ngày 24 tháng 7 vừa qua. Từ Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng nên có tiếp những bức thư như bức thư của ông Kha Lương Ngãi. Dù rằng bức thư không thể giúp ông Trọng thay đổi, nhưng nó rất cần thiết, bởi vì nó không nói cho ông Nguyễn Phú Trọng, mà nói cho nhiều người nhìn thấy rõ chân tướng của ông Nguyễn Phú Trọng, cũng như của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam.